Trời se lạnh, gió nhẹ. Và đây là thời điểm rất thích hợp để theo dõi một trận thi đấu bóng đá, một trận thi đấu thể thao. Trước khi đến với cuộc so tài này, chúng ta sẽ cùng đến với lễ chào cờ của hai đội. Thời tiết trên sân vào lúc này là khá lý tưởng, nhiệt độ là 18 độ C và độ ẩm là 78%, tốc độ gió là 19 m trên giây. Trận đấu giao hữu. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ sôi nổi và đầy chất công hiến. Để bắt đầu trận đối đầu giữa hai câu lạc bộ được coi là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch mùa này. Không ai có thể xem thường những nhà đương kim vô địch. Dù ở mùa giải năm nay, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, họ đã không chi quá nhiều tiền bởi ảnh hưởng từ luật công bằng tài chính. Ở thời điểm hiện tại thì cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Bahrain cũng đã diễn ra. Và quý vị khán giả các cộng có thể xem trận đấu này trực tiếp trên kênh Fox Sports 2, kênh số 46 thuộc hệ thống truyền hình vệ tinh K+. Tiếng còi đã cất lên. Rất nhịp nhàng. Khá nguy hiểm. Dứt điểm. Thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông. Tỷ số được mở từ rất sớm. Pha dứt điểm rất gọn ghẽ và bình thản, đơn giản nhưng hiệu quả. Chúng ta một lần nữa hãy cùng chiêm ngưỡng lại pha lập công. Tỷ số này đang là 1-0. Vẫn còn. Ông Sơn điều chuyền không chuẩn xác, bóng được trả ngược lại. Tammy pha phản công quá vất vả để chống đỡ. Bunsen pha xử lý rất cơ bản. Tình huống Việt Vị rất rõ. Vẫn còn. Họ đoạt bóng rất hay. Những không gian chật hẹp đòi hỏi các cầu thủ phải có khả năng xử lý tốt. Pha bóng rất nguy hiểm. Pha bóng rất mạnh mẽ. Cả phá dứt khoát. Xoay trở rất khéo. Timo Werner pha trả bóng về. Rất bình tĩnh. Lên cao hơn. Bàn thắng tuyệt vời. Tỷ số đã được nâng lên 2-0. Quá hay. Một pha phản công mẫu mực
đã rất cố gắng để cứu thua, nhưng đến cú dứt điểm thứ hai thì không ai có thể cản bàn thắng. Tỷ số này đang là 2-0. Hai đội đều chơi với một thái độ cẩn trọng, có thể nói là cần thiết ở những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, để giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu thì sự cẩn trọng, tập trung luôn cần phải có kèm theo những tình huống đột biến, những pha bóng có thể nói là táo bạo. Dứt điểm rất khó chịu. Một pha vuốt bóng tương đối kỹ thuật, tuy nhiên bóng ăn hơi nhiều, ra má ngoài chân phải. Vẫn còn. Một pha xử lý rất thoải mái. Sơn. Kosmiak. Unzen. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Phạm lỗi. Bóng ra ngoài đường biên dọc, sẽ có một pha ném biên. Bóng đá ra ngoài sân, một quả ném biên. Trong khu kỹ thuật của đội chủ nhà, huấn luyện viên tỏ ra rất bình thản. Thế trận trong những phút đá qua đủ để đem đến niềm tin cho huấn luyện viên. Không được. Đáng tiếc là bóng đi ra ngoài. Hai phút là quãng thời gian bù giờ của trận đấu này. Quá dễ để có thể bắt bài. Con Sơn. Tammy. Không thực sự hợp lý. Và anh đã để bắt bóng. Đàn thà rất đúng lúc. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào một hiệp hai lột xác, chí ít là như vậy, để trận đấu này không phải là trận đấu một chiều. Hiệp một cuối đầu giữa hai huấn luyện viên cá tính đã khép lại. Cùng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên đã được cất lên. Chúng ta sẽ còn trở lại với hiệp 2 của trận đấu này sau hơn 10 phút nữa. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà đã bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Có thể nói rằng hiệp 1 của trận đấu này là một hiệp đấu đủ để cho chúng ta thấy được tương đối đầy đủ về năng lực cũng như bản lĩnh của hai đội vào thời điểm này. Và họ có những cá nhân đủ để giải quyết các tình huống ở phía trên. Đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Goal! Một bàn thắng quá tuyệt vời! Không khí trên các sân đài đang rất nóng nhiệt. Những phút tiếp theo của trận đấu có thể sẽ là quãng thời gian có nhiều điều thú vị chờ đợi chúng ta. Đó là pha lập công thứ hai. Một cú đúp. Di chuyển ra biên. Rất tốt, chuyền vào. Tiếng còi đã cất lên. Cú đá phạt. Không được. Hồ Sơn. Bóng được trả ngược lại. Đánh đầu. Hô vào. Thank you.
Sơn. Timo Werner cần phải có thêm những pha bóng táo bạo. Đánh đầu, bóng đi sát sao của dọc, một quả phát bóng lên. Unsen, Timo Werner không được, cú đá vẫn chưa đủ độ hiểm. Timo Werner, Lamine không được. Sẽ có một pha ném biên. Sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Bóng đã được phá lên. Unsen. Rất hay. Và phá bóng rất dứt khoát. Để mất bóng rất nguy hiểm. Xoay trở rất khéo. Phạm lỗi. Xoay trở rất khéo. Và chặn bóng rất tốt. Quả thật là trong giai đoạn bóng đá toàn cầu hóa thì các trường phái đang xích lại gần nhau. Tuy nhiên theo chúng tôi, để một đội bóng có thể thành công thì vẫn phải có phần nào bản sắc của mình. Theo cách người ta vẫn nói là hòa nhập nhưng không hòa tan. Sự nóng vội đang khiến họ không thể kiểm soát được chất lượng trong những đường chuyền. Và các bóng rất kinh nghiệm. Quá dễ để có thể bắt bài. Đó lại thêm là một pha kèm người chặt chẽ nữa. Vẫn là một bóng quen thuộc. Rất tốt, chuyền vào. Tình huống đỡ bóng không tốt. Một pha phối hợp đập nhà rất hay của cao thủ. Chuyền vào. Đánh đâu. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Unsen. Rõ ràng là không có lối ở pha va chạm vừa rồi. Và phạm lỗi rất nguy hiểm. Và sau đó là một thẻ vàng. Unsen. Xử lý rất tự tin. Đường chuyền rất dài. Sẽ có một phút bù giờ. Timo Werner. Lamine.
chuyền bóng hơi ổn. Chuyền đi, mở biên đi. Và các bóng rất kinh nghiệm. Quá dễ để có thể bắt bài. Và như vậy đến lúc này trọng tài đã nổi tiếng còi mãn cuộc. Rất đáng tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn, và xin quý vị các bạn hãy tiếp tục nán lại trước màn hình để 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 lại trước màn hình để